Xin chào tất cả các bạn đã đến với webinar với chủ đề định hướng nghề nghiệp ngành tâm lý học Psychology do APOS Việt Nam tổ chức. Webinar này thì nằm trong chuỗi chương trình định hướng ngoại khóa theo các ngành học thuộc dự án hành trang du học Mỹ US College Readiness Core mà APOS triển khai cho những bạn học sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ. Dự án này thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên website của chúng tôi là apostvietnam.com gạch chéo core, thì sẽ giới thiệu cho các bạn học sinh những cái kiến thức và kỹ năng quan trọng để xây dựng một lộ trình chuẩn bị hồ sơ và xin học bổng hiệu quả vào các trường Mỹ. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin về định hướng ngành nghề, việc du học sinh sang Mỹ học thì có thể nên chọn cái ngành nghề như thế nào để tăng cái cơ hội cạnh tranh trong thị trường việc làm ở đây. Cũng như là về cái góc độ hồ sơ thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho học sinh là làm thế nào để xây dựng những cái hoạt động ngoại khóa phù hợp với cái năng lực và thiên hướng của học sinh. Cũng như là những cái workshop mà chia sẻ về hướng dẫn về viết luận và rất là nhiều những cái hoạt động khác nữa. Thế thì để tham gia vào những cái sự kiện của chúng tôi thì các bạn có thể theo dõi qua apostvietnam.com hoặc là qua Facebook cũng như là kênh YouTube. Các bạn có thể điền cái đăng ký tham gia để nhận các cái thông tin hoàn toàn miễn phí từ chương trình core này của APOS. Và xin cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu thì các bạn vui lòng tắt tiếng và tắt hình video trong lúc tham gia giúp chúng tôi để đảm bảo được rằng là không có những cái tiếng động trong lúc mà diễn giả của chúng ta chia sẻ. Như các bạn đã biết thì tâm lý học là nền tảng cho nhiều ngành nghề khác nhau và với tấm bằng tâm lý học thì các bạn sinh viên mới ra trường có thể nắm giữ rất nhiều vị trí công việc đa dạng từ ở trong trường đại học cho đến các cái viện nghiên cứu, từ các công ty, tập đoàn đến các cơ quan chính phủ và phi chính phủ. Và với cái sự am hiểu về suy nghĩ, hành vi và cảm xúc con người và động vật, các nhà tâm lý học vận dụng kiến thức học được vào từng lĩnh vực chuyên môn của mình. Hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng được mời tới tọa đàm chị Ngô Thiên Thanh, tốt nghiệp bằng phép về tâm lý học và sinh học tế bào và phát triển tại Đại học University of Rochester. Đây là một trong những cái đại học mà rất là danh tiếng, luôn luôn là nằm trong top 40 của các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Sau đó thì chị nhận bằng tiến sĩ về tâm lý học lâm sàng tại Đại học Roosevelt University. Chị Thanh sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh có ý định du học Mỹ ngành Psychology để hiểu rõ cơ hội của những thách thức khi theo đuổi ngành học này và con đường nghề nghiệp như thế nào ở Mỹ cho du học sinh, cho sinh viên quốc tế. Và xin chào Thanh. Cảm ơn em đã nhận lời tham dự buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp ngày hôm nay. Và giúp cho các khán giả tiện theo dõi thì chị sẽ chia cái chương trình này ra làm hai phần. Phần thứ nhất thì là em sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh và phụ huynh về cơ hội và thách thức, môi trường làm việc và lộ trình chuẩn bị để có thể theo đuổi ngành này trong tương lai. Và phần hai thì em sẽ giúp giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà các vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh gửi về cho chương trình. Thế thì Thanh ơi, trước tiên thì em có thể giới thiệu về nghề nghiệp cũng như là vị trí công việc hiện tại của mình được không? Và lý do vì sao em thấy là mình, cái tính cách của mình này, đúng không? Cái điểm mạnh của mình, thiên hướng của mình lại phù hợp với cái ngành nghề này. Xin mời em. Dạ, thì đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến APOS đã tổ chức buổi webinar này ha, để em có cơ hội giới thiệu về ngành của mình cho các em học sinh với phụ huynh đó. Thì về vấn đề về nghề nghiệp của Thanh thì Thanh hiện tại là bác sĩ tâm lý, là psychologist ở New Lisbon Correctional Institution, thì đây là một trong những trại cải huấn ở sở cải huấn của tiểu bang Wisconsin. Thì chuyên môn của Thanh với cương vị bác sĩ tâm lý là làm việc với các phạm nhân ở trại cải huấn. Đây là tất cả mọi người, tất cả bệnh nhân của Thanh là phạm nhân ha. Thì chuyên môn của Thanh specifically ngoại trừ là đưa ra những cái trị liệu cho bệnh nhân, thì Thanh làm việc với các bệnh nhân có tội phạm tình dục, và những người này also có vấn đề về tâm thần, cho nên là 75% công việc của Thanh là đánh giá nguy cơ tái phạm của những con người này, sau đó đưa ra nhu cầu điều trị, sau đó cũng tiến hành điều trị cho họ.
Ngoài ra thì khi cần thì Hân sẽ làm những bài test về tâm lý. Cái này là để mình chẩn đoán, để mình biết được là những người này bệnh như thế nào, bệnh rối loạn ra sao. Như vậy thì mình mới đưa ra được phương pháp chữa trị. Thì ngoài ra, ngoài cái việc chẩn đoán và trợ giúp theo cá nhân thì Hân cũng làm những cái, Hân cũng đưa ra chẩn đoán và trị liệu theo dạng nhóm. Ngoài ra thì anh cũng làm việc theo sát với lại bên tòa án á, tại vì những cái gì mà liên quan đến sợ cãi hứng á thì mình phải làm việc với tòa án theo là người ta là để xem là người ta phải phải ở trong trại giam bao lâu, khi nào mới được thả ra. Thì cái này thì thành thường là phải làm báo cáo đưa cho bên tòa án, sau đó có nhiều khi là cũng phải đi đi ra tòa, đi lên tòa để bảo vệ cái báo cáo của mình, cái ý kiến của mình. Thì đây là công việc chủ yếu của Thành hiện tại bây giờ. Để trả lời cho câu hỏi của chị Phượng là lý do nào đưa đẩy Thanh đến ngành tâm lý và cũng lý do tại sao cảm thấy mình hợp. Thì thật ra thì câu chuyện cũng khá là dài. Nào giờ từ nhỏ là Thanh đã xác định là thật ra muốn học ngành y, cho nên là mới tốt nghiệp ở trường Rochester với cả hai ngành là ngành sinh học và ngành tâm lý học. Nhưng mà sau một thời gian làm thì trong lúc ở trường đại học thì Thanh cũng làm rất là nhiều cái hoạt động ngoại khóa, như là xong rồi cũng đăng ký học lớp này lớp kia, rồi cũng đăng ký tham gia vào các chương trình research project này nọ cho cả hai ngành. Thế nên vừa làm bên lab bên sinh học, vừa làm bên bệnh viện cho ngành tâm lý học để xem là cái nào mình cảm thấy hợp với mình hơn. Thì sau khi mà có những kinh nghiệm như thế này thì Thanh cảm thấy là thật ra thì Thanh rất thích ngồi nói chuyện với người khác. Khi mà làm lab một mình á, trong lab sinh học á, cảm thấy buồn lắm. Cho nên là cảm giác là bản thân mình thì thích nói chuyện, cho nên là mới quyết định đi con đường học tâm lý. Còn lý do vì sao chọn ngành tâm lý học lâm sàng và tâm lý học tội phạm thì nào giờ rất thích những cái gì về liên quan đến tâm lý tội phạm. Cái này là mình sở thích từ nhỏ rồi, chuyện trinh thám, like TV show về tội phạm là mình coi hết, không thiếu một thứ gì hết. Thứ hai nữa là từ nhỏ là đã rất đam mê, rất là passion về bạo lực gia đình, bạo lực tình dục. Tức là cái này là cái mà Thành cảm thấy rất là close to my heart. Cho nên là cũng muốn làm một cái gì đó để có thể giúp được những người mà phải trải qua bạo lực gia đình, bạo lực tình dục. Cho nên mới quyết định là chọn ngành tâm lý lâm sàng với lại tập trung vào cải huấn với lại tập trung vào pháp y. Đó, rất hồi về đúng không? Cuối cùng là đã thành hiện thực đúng không Thanh? Dạ. Thanh có thể chia sẻ thêm với các bạn là với cái tấm bằng đại học ngành psychology ấy, thì có những cái lựa chọn ngành nghề như thế nào? Ngay cả cái việc mà học lên tiến sĩ và theo đuổi đúng không để trở thành bác sĩ tâm lý học lâm sàng như em hiện nay. Trước hết thì Hanh cũng muốn nói là cái ngành tâm lý học này rất là đa dạng. Nếu mà mọi người đã xem qua cái post của APUS cách đây 2-3 ngày á, thì ngành tâm lý nói chung có 19 lĩnh vực phổ biến. Thế này là phổ biến thôi nha. Ngoài ra còn có rất là nhiều lĩnh vực khác. Thì phụ thuộc vào cái lĩnh vực nào mà mình quyết định tập trung thì cái bằng cấp, cái kinh nghiệm nghiên cứu, cái khả năng giảng dạy hay thực hành thì nó rất là khác nhau. Cái hay về tâm lý là cái đó, tại vì mình thích cái gì thì mình làm cái đó, không có nhất thiết là phải có skill này hay skill kia. Mình có thể apply skill của mình cho rất là nhiều ngành khác nhau. Thì đối với một tấm bằng psychology ở Mỹ thì Thanh muốn nói là tùy ngành, tùy lĩnh vực của cái tâm lý nào mà mình sẽ tập trung vào cái tấm bằng của mình. Thì đối với cái tâm lý lâm sàng, cái clinical psychology của Thanh á, thì nếu mà mình muốn hồ sơ của mình mà có thể competitive thì Thanh nghĩ là phải ít nhất là phải có thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Bởi vì khi mà mình ra trường với chỉ bằng cử nhân không á, thì mình sẽ phải cạnh tranh với lại một số ngành khác rất là tương tự như clinical psychology, ví dụ như là social work nè, ví dụ như là criminal psychology. Những con người này, những cái ngành này tốt nghiệp ra sẽ là counselor, sẽ là therapist. Thì cái này ở bên Mỹ đông lắm, cho nên là cái khả năng mà cạnh tranh nghề nghiệp rất là khó. Khi mà bạn quyết định là chọn clinical psychology thì
cái bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ này thì sẽ giúp cho mình hành nghề, sẽ giúp cho mình cạnh tranh với người khác rất là khả năng cạnh tranh rất là cao. Nhưng mà cũng như anh nói đó, tùy chọn, tùy lĩnh vực. Thí dụ như là hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều lĩnh vực trong psychology có liên quan đến STEM hoặc là tập trung về nghiên cứu. Ví dụ như là nghiên cứu tâm lý thần kinh, tâm lý học định lượng và đo lường là phía STEM ha. So neuropsychology, cái này thì bạn có thể đi hoàn toàn đi theo hướng là nghiên cứu, thì có thể làm ở các bệnh viện, có thể làm ở các trường đại học, thì cái này không nhất thiết là mình phải lên đến bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hoặc là một ngành, một lĩnh vực nữa về tâm lý rất là nổi bây giờ là ngành tâm lý học công nghiệp tổ chức. Cái này là mọi người khi tốt nghiệp ra thì sẽ làm việc với lại các công ty lớn như là Google, Facebook, là để đánh giá về động lực con người, làm sao để tăng năng suất làm việc, làm thế nào để làm cho nhân viên vui vẻ và hạnh phúc khi làm việc. Thì cái lĩnh vực này thì mình lại không cần, không nhất thiết phải cần thạc sĩ và tiến sĩ, mà lại cần ngoài những cái bằng khác như là Business Administration, Science, Computer Science sẽ làm việc với các tập đoàn lớn. Cho nên là nói chung là tùy thuộc vào lĩnh vực nào và mình muốn tập trung, để mình xem xét thêm là mình cần bằng cấp, cần chứng chỉ như thế nào. Nghe như vậy thì có vẻ như là ai cũng có thể, miễn là thích tương tác với con người đúng không? Thì đều có Dạ thể vâng. Là sự lựa chọn cái ngành nghề này và có nhiều cái hướng rẽ đúng không? Sau khi mà Dạ. có bằng đại học và Uh-huh. psychology thì ta có thể làm đúng không? Ở nhiều các cái vị trí khác nhau. Thì cái việc mà học tiếp lên cao đó có khác gì hoặc là có tăng cái lợi thế cạnh tranh như thế nào ấy so với cái việc mà mình chỉ có bằng đại học về psychology và làm ở những lĩnh vực khác không? Tại vì ở đây là đang nói rằng là như Thanh nói thì là cái việc mà sinh viên ra trường có cái tấm bằng đại học psychology thường là khó để xin được việc và cạnh tranh được với người Mỹ đúng không? Thế Yeah. thì việc mà mình học lên cao đúng không? So với cái việc mà mình không học lên cao ấy thì cái mức độ cạnh tranh nó có tốt hơn không? Và nếu mà học lên cao như vậy ấy, thì có thể Thanh chia sẻ cụ thể hơn ấy là nó có những cái ngành như thế nào ấy mà dành cho những cái bạn mà vừa thích tương tác với con người nhưng mà cũng thích về nghiên cứu. Theo ý kiến của Thanh nha, cái này là theo ý kiến cá nhân thôi nha, thì Thanh nghĩ là bạn sẽ có rất nhiều lợi thế hơn trong cái việc kiếm việc làm khi mà có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Chẳng những là có lợi thế về trong việc cạnh tranh công việc mà còn có lợi thế là mình được làm cái gì nữa. Ví dụ như là nói về clinical psychology nói chung, nếu mà bạn tốt nghiệp đại học, tức là chỉ tốt nghiệp chứng chỉ cử nhân, thì cái title của mình khi mà mình tốt nghiệp á sẽ là counselor. Thì cái công việc của counselor là chỉ nói chuyện với lại học sinh, sinh viên hoặc là nói chuyện với những tức là không được chẩn đoán về phía bên medical field. Cái này là mình chỉ counseling thôi. Nếu mà bạn tốt nghiệp với bằng thạc sĩ master á, thì mình sẽ có thể về chuyên môn, mình có thể làm thêm một tí về bên rối loạn tâm thần. Thế là nó nghiêng về phía bệnh một tí, còn counseling thì là chuyện kiểu như là ai có không cảm giác không có động lực để làm việc, tức là không có cần thêm một tí advice. Còn nếu mà bạn muốn làm việc theo kiểu như là bệnh nhân và rối loạn tâm thần á, thì phải có ít nhất là bằng master. Còn về việc chẩn đoán thì chỉ có khi nào bạn có bằng doctoral, có bằng tiến sĩ thì mới được chẩn đoán bệnh thôi. Nếu mà không có bằng doctor thì chắc chắn là không được chẩn đoán bệnh và cũng không có được xài những cái bài test psychology để chẩn đoán bệnh. Và nếu mà bạn muốn thêm một cái nữa thì mình lấy bằng psychiatry, thì có khi nào mình có bằng psychiatry á thì mình mới được quyền phát thuốc và đưa ra đơn thuốc. Thì tùy cái bằng học của mình, tức là không chỉ có công việc không thôi mà mình còn có rất là nhiều cái aspect của job mà mình có thể làm, và nếu mà mình không có cái bằng đó thì mình sẽ không được làm tại vì không có license để làm. Chẳng những là càng cao thì lương càng cao, cái này thì mình không mình đương nhiên rồi ha, nhưng mà bạn gọi mà như Thanh nói hồi nãy đó, bạn nếu mà bằng không có bằng cấp thạc sĩ hoặc tiến sĩ đó thì bạn còn phải cạnh tranh với lại các lĩnh vực tương tự khác, những con người mà tốt, những cái ngành nghề tốt nghiệp khác ra như là tội phạm học, công tác xã hội, counseling, school counseling và những công việc đó thì ở bên Mỹ này khá là popular, cho nên là
môi trường làm việc ở đó thì rất là khá là bão hòa, rất là sinh viên. Nếu Như vậy thì còn là cái bằng cao học đúng không? Là từ thạc sĩ, là tiến sĩ, đặc biệt là tiến sĩ, thì cái cơ hội các bạn học sinh nhất là cái việc là được nhận và có cái thu nhập cao hơn ấy, đúng không? dạ So với các ngành khác ấy, thì là hiển nhiên rồi, đúng không? dạ Và Thanh, em có thể em là cái người mà đã học đại học ở Mỹ, sau đấy thì học lên tiến sĩ, và gần như là cái sự nghiệp học hành nó về rất là suôn sẻ, đúng không? Là ngay cả khi mà vừa mới học xong tiến sĩ đó và là có việc ngay lập tức. Thế thì theo em á, là những cái sinh viên quốc tế như mình, như người Việt Nam mình, thì nên chuẩn bị những cái kỹ năng gì, những cái kiến thức hay là những cái chứng chỉ như thế nào ấy, để cạnh tranh hơn khi xin được công việc này, công việc hiện nay của em ấy, sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học ở đây là học xong đại học, sau đấy thì là học xong tiến sĩ đi. Dạ vâng. Nếu mà các bạn sinh viên học sinh mà xác định là mình muốn làm ngành tâm lý học, tức là thứ nhất là mình phải xác định là mình muốn làm việc với người khác, tức là không chỉ làm việc trong một môi trường bản thân mình không á, thì cái này mình phải xác định được là bốn kỹ năng: nghe nói, đọc, viết đều phải trôi chảy. Cái này mỗi ngày Thanh đi làm là đều phải xài hết bốn kỹ năng chứ không có thể tránh được cái nào hết. Thứ hai nữa là mình phải thích nghiên cứu, tại vì ngay cả khi làm thực tập, tức là Thanh làm clinical psychology là không tập trung về nghiên cứu, nhưng mà mình vẫn phải thường xuyên đọc tài liệu, vẫn phải học hỏi thêm mỗi ngày, rồi còn phải viết báo cáo chẩn đoán này nọ nữa, cho nên là khả năng đọc và viết là rất là quan trọng. Thêm nữa là phải có khả năng tư duy phản biện, tức là đọc hiểu, và khả năng giao tiếp xã hội. Tức nghĩa là tất cả những cái kỹ năng mà các em luyện ở TOEFL và SAT á, là phải xài hết. Nhất là khả năng viết, mỗi tuần Thanh viết báo cáo tiến trình chẩn đoán bệnh nhân, báo cáo cho tòa án, cái này cái kia là từ 10 đến 20 trang mỗi tuần là chuyện bình thường ha. Cho nên đừng nghĩ là nếu mà mình làm bác sĩ tâm lý thì mình không cần phải khả năng đọc viết. Ngoài ra, nếu mà mình muốn làm về ngành tâm lý học thì mình cái tư tưởng của mình phải cởi mở, tức là mình phải open minded, open for ideas, với lại mình phải đưa ra được những cái quan điểm khác nhau, mình phải sẵn sàng liên tục học hỏi, cập nhật thông tin, tại vì thay đổi thông tin ra là thay đổi hàng ngày là chuyện bình thường. Khi mà Thanh mà tham dự cái cuộc phỏng vấn dành cho học sinh mà vào trường của Thanh á, hoặc là sinh viên thực tập ở chỗ làm của Thanh á, thì ngoài cái resume ra thì Thanh còn muốn xem là cái khả năng thể hiện ý tưởng của bạn như thế nào, bạn có thể nhìn suy nghĩ về thế giới và con người như thế nào. Mình muốn ai mà có thể suy nghĩ được linh hoạt, tức là không chỉ có quan điểm của mình thôi mà còn phải thấy được quan điểm của người khác nữa, lúc nào cũng phải open mind, với lại khả năng kết nối với người khác, khả năng social là phải tốt, rồi khả năng làm việc với áp lực cũng phải tốt. Thanh cũng hay nói với học sinh, đối với học sinh Việt Nam á, particular, với lại cái bản thân của Thanh khi mà lấy được internship cũng như là lấy được việc làm á, thì cái lợi thế lúc nào Thanh cũng dùng là cái văn hóa và kinh nghiệm của mình. Mình là con người Việt Nam, mình đến từ quốc gia khác, cái niềm tin, cái quan điểm, cái nền tảng văn hóa của mình cơ bản từ khi sinh ra là đã khác so với những bạn ở Mỹ. Cái này rất là quan trọng nha, tại vì mình sẽ đưa được cho người ta một cái cách nhìn khác mà người ta không có. Cái kinh nghiệm của bản thân của mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mình học được cái gì, tư tưởng của mình ra sao, cái ống kính của mình nhìn vào con người và thế giới như thế nào là đã khác rồi. Như vậy thì cái dân tộc và cái màu da của mình đã là lợi thế rồi, mình phải tận dụng. Thì cái này anh tận dụng rất nhiều khi mà Thanh làm essay vào khi mà Thanh làm essay để nộp đơn vào chương trình tiến sĩ đó, thì tất cả Thanh nói là tất cả những cái kinh nghiệm của Thanh là người Việt Nam và là người Việt Nam học hỏi và sinh sống ở Mỹ như thế nào. Thêm một nữa, cái này á, cái này rất là cái này không Thanh phải nhấn mạnh là rất 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 là quan trọng, vì tại hiện tại bây giờ xu hướng trong ngành tâm lý học là đa văn hóa, nhưng mà các nhà tâm lý đến từ các nước khác á, thì lại rất là thấp. Thì theo mà Thanh Thanh research số liệu năm 2016 á, thì ngành này 84% là Mỹ da trắng,
người châu Á mình chỉ là 4% thôi nha. Lúc mà Thanh đi học tiến sĩ thì Thanh là người châu Á duy nhất ở trong trường của Thanh, và hiện tại bây giờ Thanh là người châu Á duy nhất ở chỗ làm của Thanh. Thì nhu cầu cho bác sĩ có thể nói tiếng, các bác sĩ mà có thể nói thứ tiếng khác á, như là tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn là lúc nào cũng rất cao, nhưng mà lại không có ai có khả năng để trò chuyện bằng ngôn ngữ bản gốc với bệnh nhân được. Cho nên nếu mà bạn có một biết nói được một thứ tiếng khác là chắc chắn không bao giờ không có việc. À, cho nên là nếu mà bạn học ở trung học hoặc đại học á, thì Thanh cực kỳ khuyến khích là nên mình học thêm một ngoại ngữ khác. Mình đã có tiếng Việt rồi, mình đã có tiếng Anh rồi, nếu mà mình học thêm được tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha thì cái này mình sẽ lợi thế hơn rất là nhiều, tại vì lúc nào cũng có nhu cầu hết mà không có đủ bác sĩ. Thì đây là những cái, thì ngoài ra đó thì mình còn tham gia, lúc mà Thanh học đại học thì giống như Thanh giới thiệu đó, Thanh tham gia rất là nhiều các chương trình nghiên cứu. Ngoài ngoài nghiên cứu ra thì Thanh còn thực tập ở bệnh viện. Thật ra con đường mà đưa đẩy Thanh đến ngành tâm lý học là do Thanh quyết định là Thanh sẽ đi du học. Trong lúc đang đi du học Mỹ thì Thanh quyết định là Thanh sẽ đi du học Nam Phi thêm một học kỳ nữa để xem là cái đất nước khác thì con người nó sẽ khác như thế nào, người ta cái cách làm việc sẽ khác như thế nào. Thì trong khoảng thời gian Thanh ở Nam Phi 6 tháng là khoảng thời gian Thanh quyết định là mình muốn học ngành tâm lý học. Cho nên là càng cái kinh nghiệm càng nhiều á thì cái khả năng nhìn đời của mình, cái khả năng suy nghĩ của mình và thế giới và con người sẽ càng complicated, sẽ càng tốt. Thêm nữa là networking ha. Giống như chị Phượng nói là cảm giác giống như là con đường học hành, con đường sự nghiệp của Thanh rất là smooth, rất là trôi chảy. Cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào networking. Khi mà Thanh ở trường và lấy được cái internship đầu tiên á, thì rất là may mắn là supervisor của Thanh cũng là người nhập cư, cũng là sinh viên quốc tế. Trong khi mà cô học cái ngành đó thì Thanh được giúp đỡ rất là nhiều. Với lại Thanh cũng có cái relationship rất là tốt với lại trưởng khoa. Thì khi mà Thanh có ý định hỏi là nếu bây giờ Thanh muốn nộp internship cho Wisconsin Department of Correction thì phải làm internship như thế nào, là tại vì đa phần tất cả những cái gì mà có liên quan đến state hoặc là chính phủ á, thì người nước ngoài, tức là mình không có citizenship thì mình sẽ không được apply. Thì tức nghĩa là hồi đó, tức nghĩa là Thanh mọi, tức nghĩa là trưởng khoa và cả cô thích Thanh đến mức mà cái này không phải là mình nói để mình brag, nhưng mà là relationship tốt đến mức mà họ kêu là không cần citizenship luôn, cứ nộp đi, ta sẽ bỏ cái yêu cầu citizenship cho bạn. Thì lúc đó Thanh mới được nộp đơn để lấy được internship. Và sau khi Thanh nộp đơn và lấy được internship rồi thì cái relationship của Thanh với trưởng khoa ở hiện cái nơi hiện tại bây giờ cũng rất là tốt. Cho nên sau khi Thanh hoàn thành internship thì trưởng khoa và cả đồng nghiệp cũng cũng advocate, cũng giúp đỡ có thể ở lại để có thể làm việc. Cho nên cái này là hoàn toàn là vào, tức nghĩa là không chỉ có cái work ethics của mình mà còn networking nữa. Có vẻ rất là nhiều những cái kỹ năng mà phải nói ra thì mới biết là đúng không, là Thanh đã phải nỗ lực như thế nào ấy để vượt qua được những cái chướng ngại vật như vậy. Vậy thì cái việc mà em được vào cái chỗ làm hiện tại đó là họ yêu cầu citizenship đúng không, là phải là người Mỹ, phải có quốc tịch Mỹ, chí ít là phải có thẻ xanh đúng không, để mà có thể nộp đơn. Thế thì liệu là nếu mà không phải làm ở chỗ này thì cái lựa chọn của em sẽ là gì? Những cái vị trí như thế nào cho sinh viên quốc tế? Thật ra thì có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà do lúc đó là Thanh rất thích chỗ này cho nên là quyết tâm phải lấy được chỗ này thôi. Chứ thật ra nếu mà mình muốn thực tập ở bệnh viện, thực tập ở các trung tâm y tế cộng đồng thì cái yêu cầu mà phải có quốc tịch đó là không hề, chỉ có những cái mà liên quan đến chính phủ như Thanh nói thôi thì người ta mới yêu cầu về về, về quốc tịch. Nếu mà bạn học về phía bên industrial organizational, bên tổ chức psychology đó, mà làm với các công ty lớn như là Google, Facebook thì cái này mình biết rồi, là H1B visa là cơ hội cho visa việc làm và cơ hội cho sponsorship là rất là nhiều. Cho nên là không phải là cần quốc tịch, tại vì có rất là nhiều cơ hội, chỉ có là cái mạng của Thanh thích đó.
nó lại cần quốc tịch thôi. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng và mình nói chuyện với nhiều người và mình kiếm ra nhiều cách đó, thì mình sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Và các bạn lưu ý nhé, là bạn Thanh còn nói là cái có mấy cái nhánh rất là hot đúng không? Bây giờ hôm đấy là Thanh có nói là đây là cái nhánh của Thanh là một trong những cái nhánh mà rất là hot, bởi vì rất là ít sinh viên quốc tế quan tâm và muốn theo đuổi cái ngành này. Có thể là mọi người nghĩ rằng là không thể có khả năng để bước chân vào để cạnh tranh trong cái lĩnh vực với người Mỹ đúng không? Hoặc là cảm giác là ồ cái này khó quá, bởi vì có thể có những bạn bạn ấy không thích viết lách chăng đúng không? Phải viết rất là nhiều thì không có thích, thích tiếp xúc với mọi người nhưng không có thích viết viết nhiều. Thế thì quay sang một cái nhánh khác là cái nhánh mà em nói là về industrial đúng không? Organizational. À. Thì như thế nào? Có phải học lên cao không? Hay là chỉ cần có bằng đại học thôi thì đã đủ rồi? Và cái áp lực công việc ấy hoặc là những cái kỹ năng nó có giống như cái ngành mà em đang làm không? Thì có thể đây không phải là cái phạm vi mà em hiểu nhất nhưng mà có thể chia sẻ thêm được không? Dạ được. Cái ngành Industrial Organization Psychology là bản thân Thành là thấy rất là vui nha. Nếu mà mình không chọn Clinical Psychology thì chắc là mình sẽ chọn Industrial Organizational Psychology. Thì nói sơ cho mọi người biết về cái ngành này, thì cái ngành này như Thành nói là thường là làm việc với các công ty lớn và các tổ chức lớn. Lý do là cái tập trung của ngành này là về về phần human resource, tức là làm thế nào để tăng động lực cho nhân viên, làm thế nào để tăng kết quả của teamwork, làm thế nào để tăng hiệu suất, làm thế nào để xây được một cái môi trường. Tức nghĩa là nếu mà ai mà đã có từng thấy cái Google hoặc là Facebook headquarters á, là sẽ thấy là design rất là đẹp, rất là thoải mái, và nhân viên có đồ ăn đồ uống, có gym này nọ, tất cả những cái đó là đều cần psychologist. Như là mình làm môi trường thế nào để mọi người năng suất hoạt động tốt nhất, thì cái này là lĩnh vực industrial organizational. Hoặc là người ta sẽ làm về phía mảng là đưa ra những cái test về personality á, để xem là con người như thế nào, cái tính cách như thế nào thì hợp với công việc như thế nào. Ví dụ như là bạn nộp đơn để làm CEO cho một cái công ty lớn, hoặc là bạn nộp đơn để làm police officer, hoặc là bạn nộp đơn để vào military, thì cái này mọi người tất cả đều phải qua một cái test về tâm lý để chắc chắn là tâm lý của mình không những là vững vàng, và thứ hai là cái tính cách của mình hợp với lại cái vị trí đó và cái ngành đó. Thì cái này là tất cả đều falls under industrial organizational psychology. Thì cái này thì có rất là nhiều người lấy bằng tiến sĩ và thạc sĩ, nhưng mà không nhất thiết là mình phải có bằng tiến sĩ mới làm được. Rất là nhiều người lấy bằng thạc sĩ để có thêm kinh nghiệm, như anh nói đó, bằng càng cao thì cái cơ hội việc làm của mình càng nhiều. Nhưng mà nếu mà với lại cái này ở cái ngành này ở mức bachelor, ở mức college thì không có concentration, cho nên mình phải ít nhất là mình phải lên master degree. Cảm ơn Thanh. Nói như vậy thì chỉ cần học đến thạc sĩ thôi, tại vì là Đúng. nhưng mà nếu mà bằng cấp là một chuyện, nhưng mà cái yếu tố nào ấy thì có thể giúp cho các bạn ấy xin được việc thành công, không phải chỉ ở những cái big tech mà có thể là ở những cái công ty khác ở Mỹ và được sponsor thẻ H1B, visa. Theo kinh nghiệm của Thanh, cũng theo kinh nghiệm của Thanh mà kiểu như là nói chuyện với những cái bạn học sinh khác hoặc những cái đồng nghiệp khác á, thì ngoài bằng cấp ra, cái ngành tâm lý này thiệt ra không nói thì nói mình lại không quan trọng bằng cấp cho lắm, mình quan trọng kinh nghiệm. Như hồi nãy Thanh nói đó, là kinh nghiệm của mình như thế nào, cái cách nhìn đời của mình như thế nào. Nếu mà mọi người cảm thấy mình có kinh nghiệm tốt, có khả năng nhìn nhìn vấn đề tốt, có khả năng giải quyết vấn đề tốt, có hồ sơ, người ta sẽ xem xét là bạn đã thực tập ở đâu, kinh nghiệm thực tập như thế nào, trong kinh nghiệm thực tập đó bạn giải quyết những tình huống khó, những cái challenges, overcome challenges như thế nào. Thì tất cả những cái này đều là những cái rất là quan trọng bổ sung cho hồ sơ, ngoại trừ cái bằng cấp ra. Cho nên là cái kinh nghiệm thực tập mình lúc nào cũng phải có, kinh nghiệm ngoại khóa, kinh nghiệm thực tập mình làm việc với ai, mình làm việc với những càng 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 đa dạng về người và công việc thì càng tốt. Cảm ơn Thanh. Vậy thì
Để biết hơn đúng không, về cái tính chất công việc nó như thế nào, từ cái việc mà mình đi thực tập và bây giờ là mình làm việc chính thức như thế nào ở một cái nơi mà cần đến bác sĩ tâm lý, thì Thanh có thể chia sẻ cho các bạn là một ngày làm việc của mình như thế nào được không, và điều gì mà Thanh thích nhất hoặc là không thích nhất ở vị trí này khi mà bước vào làm việc thật sự rồi đúng không, và từ cái mức độ entry level đúng không cho đến cái cấp mà cao hơn. Thì công việc của Thanh như như hồi nãy Thanh đã đề cập đến là Thanh làm ở sở sở cải hoặc ở Wisconsin, thì Thanh làm việc, ngày làm việc của Thanh là 10 giờ chứ không phải là 8 giờ như mọi người hay làm. Thì Thanh làm từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 6 giờ tối, nhưng mà Thanh chỉ đi làm 4 ngày một tuần thôi, được nghỉ 3 ngày. Hiện tại vì COVID cho nên Thanh cũng có được cái option là chỉ làm việc ở chỗ làm 2 ngày, còn 2 ngày còn lại là Thanh làm việc tại nhà. Mọi người cứ nghĩ là nếu mà là bác sĩ tâm lý thì phải lúc nào cũng phải làm việc ở ở chỗ làm, nhưng mà thiệt ra thì chỗ làm của Thanh rất là flexible cho nên mình có thể làm việc ở nhà 2 ngày một tuần. Khi mà Thanh đến chỗ làm á, thì Thanh phụ trách trị liệu nhóm, giống như hồi nãy Thanh đã đề cập đó, thì cái này là mình đưa ra therapy nhưng mà là cho một nhóm người chứ không phải là chỉ một người thôi. Thì Thanh phụ trách trị liệu cho nhóm điều trị tội phạm tình dục, the sex offender treatment, hai lần một ngày. Thanh có hai nhóm để Thanh in charge. Sau đó thì Thanh sẽ có appointment với lại các bệnh nhân riêng, individual. Thì cái này Thanh thường là nói về để giúp họ giải quyết các vấn đề sức khỏe về tâm thần mà họ mắc phải. Thì hầu hết bệnh nhân của Thanh là có bệnh chứng như là trầm cảm, lo lắng, có những chấn thương tâm lý, đau khổ, xa cách gia đình, các vấn đề mối quan hệ với lại cái tư tưởng tội phạm rất là nhiều. Cho nên thường là mình làm việc với họ để ngoài cái việc mà giải quyết chữa trị về vấn đề tâm lý á, thì Thanh còn phải kiểu như challenge cái tư tưởng tội phạm của họ, để là phải mình phải thách thức cái suy nghĩ của họ để cho họ thay đổi cách suy nghĩ, để họ có thể thay đổi cái tư tưởng và thay đổi cái lối sống của mình. Ngoài ra thì Thanh còn phải làm cái crisis intervention, gọi là mình gọi là cái khủng hoảng tâm lý đó. Thí dụ như là những con người, những ai mà suicidal, những ai cảm thấy mà bị muốn tự tử, có ý định, dạ đúng rồi, dạ có ý định tự tử hoặc là có ý định hại người khác chứ không phải chỉ tự tử không, là tại vì mình cái population Thanh làm việc với chung, thì những ai mà có ý định tự tử, chuẩn bị tự tử thì mọi người sẽ gọi điện thoại cho Thanh để nói là ok, người này có ý định tự tử, mình phải làm như thế nào. Thì lúc đó Thanh sẽ đưa ra cái phương pháp làm sao để bảo đảm được an toàn cho những người này. Thì thường là mình phải bỏ họ vào một cái phòng cách ly để cho họ không có cách nào để tự tử hết. Những ngày làm việc ở nhà thì Thanh chủ yếu là tập trung vào viết báo cáo. Thì thường là Thanh sẽ xem xét lý lịch của một người đó, xem cái tội và cái bản kết tội của họ như thế nào, xem các yếu tố khác trong cuộc sống của họ như là công việc, mối quan hệ, sử dụng chất kích thích, so on and so forth, để xem xét thêm là cái khả năng tái phạm, cái nguy cơ tái phạm của họ như thế nào. Sau đó Thanh sẽ quyết định là mức độ điều trị mà họ cần là như thế nào. Ngoài ra là Thanh cũng xem xét đánh giá những con người mà những cá nhân được phóng thích trước thời hạn đó, nếu mà Thanh cảm thấy là cái rủi ro của họ phạm tội lại là quá cao thì Thanh sẽ viết báo cáo kiến nghị lên tòa để yêu cầu là họ phải đi điều trị thêm trước khi được thả ra. Thì cái này rất là quan trọng, là tại vì cái này liên quan đến chuyện là có được thả ra hay không. Thêm nữa, sau đó nếu mà tòa án cảm thấy là cái này không cần thêm ý kiến á, thì thường là Thanh sẽ phải ra tòa để làm chứng hoặc là để bảo vệ đánh giá của mình, giống như nãy Thanh nói đó. Thì cái này là mảng mà Thanh rất rất thích, vì kiểu giống như là mình phải ngồi, mình phải suy nghĩ xem là phải cố gắng ghép những cái mảnh khác nhau của cuộc đời của cái con người này lại, và để xem là nhau tại sao mà họ như thế này, tại sao mà họ behave như thế này. Kiểu giống như là mình giải một câu đố vậy đó, để xem là tại sao con người là như vậy. Thì nếu mà mọi
mấy bạn mà thích coi phim hoặc TV show và tâm lý tội phạm á, thì cái này là rất là liên quan đến cái đó. Về cái vấn đề mà Thanh thích nhất trong công việc của mình á, là bệnh nhân của Thanh. Giống như Thanh nói 100% là tù nhân. Thì từ nào đến giờ rồi là Thanh rất thích làm việc với những người kém may mắn, những người không có nhiều cơ hội, những con người mà kiểu như là thiếu thốn sự thông cảm của xã hội đó, không có, họ có rất là nhiều cái cần phải chữa trị, nhưng mà những con người mà muốn làm việc với họ thì lại không có nhiều. Cho nên là Thanh rất thích cái mảng này, bởi vì họ rất là biết ơn, họ rất là cảm kích cái thời gian, cái nỗ lực của mình dành cho họ. Hầu hết là bệnh nhân của Thanh là có xuất thân từ tuổi thơ rất là phức tạp, có những câu chuyện rất là đau thương, cho nên là nghe thì mình cũng cảm thấy là cũng thấy tội cho họ. Thứ hai á, là như hồi nãy Thanh nói là niềm đam mê của Thanh từ nhỏ rồi là ngăn chặn bạo lực gia đình và các tội phạm tình dục, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến nạn ấu dâm hoặc là cái tội ác liên quan đến xâm phạm tình dục trẻ em. Cái này là cái niềm đam mê của bản thân Thanh từ nào giờ. Cho nên là Thanh cảm giác giống như là nếu mà mình được làm việc trực tiếp với những con người mà gây tội á, thì mình làm ra được sự khác biệt, mình giải quyết cái vấn đề ngay từ cái gốc của nó, chứ mình không chỉ có làm việc với lại victim thôi. Thứ ba nữa là công việc của Thanh thì không bao giờ nhàm chán ha. Lúc nào cũng có bất ngờ, lúc nào cũng có rất là nhiều câu chuyện thú vị. Tại cái vấn đề thì rất nào cũng cái vấn đề của các bệnh nhân thì lúc nào cũng rất là phức tạp và không không ai giống ai hết. Cho nên là Thanh cảm thấy là lúc nào cũng phải thử thách bản thân, lúc nào cũng phải học thêm, lúc nào cũng phải học thêm, chứ không chỉ là học xong rồi, học tốt nghiệp tiến sĩ không rồi lấy bằng rồi là thôi. Lúc nào cũng phải đọc thêm tài liệu, lúc nào cũng phải đọc thêm sách báo để xem là có cách nào để mình có thể giúp đỡ bệnh nhân của mình được tốt hơn không. Thứ ba nữa, thứ cuối cùng nữa là lúc nào Thanh cũng phải làm việc trong nhóm, tức là mình không chỉ làm việc về phía bên ngành tâm tâm lý học thôi, mà Thanh còn phải làm việc với các bác sĩ. Thanh phải làm việc với bên security, tức là về 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 bên an ninh. Thanh phải làm việc với social work, tất cả mọi người làm việc chung để làm sao để giúp đỡ được những cá nhân này. Cái vấn đề mà Thanh không thích á, thì cơ bản là do là môi trường của Thanh làm việc là môi trường chính phủ, cho nên tất cả mọi thứ mình làm việc là mình phụ thuộc vào ngân sách như thế nào. Thì Thanh rất là có nhiều ý tưởng và có những rất nhiều điều mà Thanh muốn thực hiện, nhưng mà không 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 đủ ngân sách hoặc là có những cái vấn đề về an ninh mà mình không có thể làm được. Một cái ví dụ giống như là nếu mà khi mà Thanh trị liệu á, thì Thanh rất là thích cho bệnh nhân của Thanh xem TED Talk hoặc là YouTube video để lấy cảm hứng, hoặc là cho họ xem relaxation video để meditate. Nhưng mà trong tù thì không có internet, cho nên là không thể nào mà show TED Talk hoặc là show cho họ coi phim hoặc cho họ coi cái này cái kia được. Thêm nữa là trong nhắc đến công nghệ thì mình nhớ là đi làm thì sẽ không được đem điện thoại, không được đem bất kỳ thiết bị điện tử nào, cho nên là trên ai mà muốn liên lạc với Thanh vào giờ làm việc thì rất là khó. Với lại chữa trị cho bệnh nhân thì mình chỉ có sách báo, mà thiệt ra thì họ cũng không có nhiều sách báo để đọc nữa, cho nên là phần lớn là phải rất là sáng tạo để xem là mình có cái gì để mình work with và làm sao để mình có thể tận dụng những cái mà mình có trong cái ngân sách mà mình được đưa ra. Thì cái đó là cái điều duy nhất mà Thành không thích trong cái môi trường làm việc của Và cái đấy thì mình cũng không quyết định được, cũng không phải do, Thành cũng thôi. không phải do tính chất công việc. Và gần như là khi mà nghe Thanh chia sẻ thì các bạn có thể thấy là một trong những cái yếu tố tiên quyết ấy để làm được trong cái lĩnh vực psychology nói chung ấy là phải yêu thích làm việc với con người, phải rất thích con người, rất thích là tương tác với mọi người, yêu thương mọi người, đúng không, đồng cảm với mọi người. Và có một cái thứ hai mà chị để ý ấy, đó là phải có cái, tức là thích cái sự ứng biến, sự thay đổi, cần phải, tức là mình luôn luôn kiểu như là mỗi ngày mình lại có sáng tạo ấy, mình làm, tức là cũng cùng một cái sự việc như thế thôi, đúng không, nhưng mà mình phải có Dạ cách đúng. tiếp cận khác nhau và phải đòi hỏi cái sự sáng tạo Dạ giữa đúng. mà mình làm việc với bệnh nhân hay là ngay cả với nhân viên, đúng không, Dạ với đúng. đó trong công ty chẳng hạn.
Với lại em cũng muốn nói thêm là cái ngành này thì mọi người nên đánh giá được cái cảm xúc của mình, mà cái mà em gọi là emotional intelligence, là cái cảm xúc của mình ở mức độ nào. Tại vì không phải là mình phải nhạy trong việc hiểu tâm lý của người khác, mà mình còn cái tâm lý của mình không phải ổn định một tí, vững vàng một tí. Tại vì mình là người phải nghe, phải absorb tất cả những cái đau khổ, tất cả những cái câu chuyện khó khăn của người khác. Thì nếu mà tâm lý của mình không vững vàng đó, cái này thì sẽ khó lắm nha. Mình phải take care of mình trước. Cho nên là bạn nào mà đi vào cái ngành tâm lý mà clinical psychology thì phải xem xét bản thân mình là khả năng chịu đựng stress của mình, khả năng chịu đựng tâm lý của mình là như thế nào. Bạn nhớ nhé. Vậy thì Thanh có thể đưa ra một cái tiên đoán hoặc là dự đoán đi, là cái nhu cầu tuyển dụng ấy, trong ngành này sẽ như thế nào trong 10 năm tới? Có những cái biến động nào có thể xảy ra trong cái thị trường việc làm hay không? Ví dụ như là tăng lên cũng là tốt đúng không? Để cho các bạn sinh quốc tế có thể có cơ hội, hay là những cái bạn học sinh này thì nên chuẩn bị như thế nào để mà cho những cái tình huống tốt lên hoặc là không tốt lắm của cái ngành này trong thời gian tới? Cái này theo theo observation của Thanh, theo quan điểm của Thanh thì dần dần bắt đầu ở Mỹ, nhưng mà ngay cả Việt Nam nữa, cứ xem mình thấy là số lượng người mà interested in tham gia cái chương trình và interested in sức khỏe tâm thần á thì nó càng ngày càng đông. Cái kỳ thị về sức khỏe tâm thần cũng càng ngày càng giảm. Thì nếu mà như vậy thì Thanh dự định là cái nhu cầu về chuyên gia, về bác sĩ tâm lý hoặc là cái ngành về liên quan đến psychology sẽ càng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên thôi. Nếu Thanh có look up cái số liệu này một tí thì theo Cục Thống kê Lao động của Hoa Kỳ đó, thì việc làm cho các nhà tâm lý học nói chung sẽ tăng ít nhất là từ 7 đến 19% trong vòng 10 năm tới, là tăng hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác nhau. Nhất là như hồi nãy Thanh nói đó, các ngành tâm lý học công nghiệp tổ chức IO, Industrial Organization, cái này dự kiến sẽ tăng 19%. Là tại vì bởi vì lý do là các tech company càng ngày càng tập trung vào sức khỏe tâm thần, vào cái liệu suất của nhân viên. Cho nên là bên ngành tech á, càng càng phát triển thì ngành của mình càng phát triển. Thứ hai nữa, bởi vì cái này là trong cái rủi có cái may, bởi vì COVID cho nên là tự nhiên trong ngành của Thanh thì nó phát sinh cái nhu cầu là liệu pháp từ xa. Cái này là mình sẽ đưa ra therapy qua điện thoại hoặc là qua Zoom, và cái này đã hoặc là qua text, thì cái này đã trở nên rất 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 là phổ biến. Cho nên là Thanh dự đoán là nếu mà bạn nào có ý thích, có hứng thú về cái giao thoa giữa công nghệ, giữa technology á, tức là human mind đó, hoặc làm việc qua technology, hoặc là nghiên cứu những cái cách để deliver therapy qua technology, thì cái này trong vòng các năm tới thì hình như sẽ rất là popular. Cảm ơn Thanh. Vậy thì là các bạn lưu ý nhé, là mình có rất nhiều cơ hội cho cái ngành nghề này ấy. Quan trọng là bạn có thích và mình có đủ kiên nhẫn ấy, mình theo hay không, đúng không? Và đôi khi là theo một cái thống kê ấy, thì có vẻ như là cái mức lương của cái ngành này thì nó không không cạnh tranh ấy bằng các cái ngành khác. Thế thì đúng không? Tại vì ví dụ như là anh làm CS đi, làm khoa học máy tính, khoa học dữ liệu đi, đúng không? Thì mình có được cái mức lương cao hơn ấy. Thì Thanh nghĩ sao về cái quan điểm này? Thanh nghĩ cái này mức lương là tùy, mức lương thì mình khó nói là tại vì tùy giá, tùy công việc, tùy cái tính chất công việc và cũng tùy cái ngành của mình nữa. Cho nên là nếu mà nói là lương của mình không cao bằng thì cũng không chính xác. À, cái này thì Thanh cứ chia sẻ, nếu mà có cái gì không kiểu không thể chia sẻ được thì cũng không sao. Thì Thanh nghĩ là cái này, nếu cái này đương nhiên là liên quan đến bằng cấp nữa nha, bằng cấp mình càng cao thì đương nhiên là mức lương của mình càng cao. Và tùy thuộc vào công ty, tùy thuộc vào tính chất công việc của mình. Nếu mà bạn làm việc với một cái công ty lớn như là Big Tech, hoặc là có những người sau khi làm việc xong thì sẽ mở private office ra. Private office thì cái này là mình tính theo như là mình tính là business rồi, thì cái lương sẽ khác. Làm việc với chính phủ thì lương sẽ khác.
làm việc với ở bệnh viện thì lương sẽ khác, nhưng mà mức lương nếu mà bạn tốt nghiệp với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ cho tất cả các lĩnh vực của psychology luôn á, chứ không phải có về lĩnh vực clinical psychology, thì đa phần 90% là lương sẽ cao hơn average median wage ở Mỹ. Đúng rồi, và theo cái báo cáo ấy, thì là những cái người ở trong ngành của Thanh, bởi vì là nó có rất nhiều ngành, rất nhiều Là nghề nhiều. nghiệp khác nhau đúng không, nên Dạ mà để đúng. nói rằng là cái con số chính xác là bao nhiêu thì không không có biết được, nhưng mà theo cái thống kê là để thành psychologist đúng không, là giống cái nghề nghiệp ấy, thì là mức lương trung bình là khoảng trên 80.000 trở lên, thì đấy Dạ đúng. cũng là một cái mức lương, một cái sự hậu đãi vô cùng hấp dẫn đúng không, cho các bạn sinh viên mà miệt mài học và học lên tiến sĩ và có thể xin việc được ở Mỹ. Và những cái kinh nghiệm đã trải qua ở công việc này thì Thanh đã giúp Thanh định hướng như thế nào ấy, về cái con đường, về cái chặng đường tiếp theo trong 5 đến 10 năm tới? Trong 5 đến 10 năm tới thì thứ nhất là Thanh muốn tiếp tục làm tốt công việc của mình. Thế nghĩa là mình càng làm nhiều thì mình sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm. Cho nên là Thanh muốn là có thêm nhiều kinh nghiệm để mình có thể điều trị tốt hơn. Thanh cũng muốn là nghiên cứu thêm, tức nghĩa là làm giỏi hơn một tí về cái lĩnh vực mà đánh giá risk assessment, đánh giá rủi ro phạm pháp. Cái ngành của Thanh specifically á, thì có liên quan rất nhiều cái với bên phía cơ quan thực thi pháp luật, cho nên là Thanh cũng muốn đi làm ở những một cái chỗ khác, giống như là ở quân đội hoặc là với the federal government, với chính phủ liên bang, để có thêm kinh nghiệm về phía bên luật. Thực ra thì trong đầu cũng đang suy nghĩ là có nên lấy thêm một bằng tiến sĩ tư pháp và có bằng luật sư hay không, là tại vì bên ngành của Thanh là cần biết về luật rất là nhiều. Nhưng mà nói thì sau khi Thanh có nhiều kinh nghiệm thực tập á, thì Thanh muốn quay lại về research, quay lại về làm nghiên cứu, và eventually là có chắc là sẽ xem xét việc giảng dạy ở các trường đại học, để tại vì nào giờ Thanh cũng rất là thích dạy học sinh, Đúng cho nên rồi. là eventually là Đúng sẽ dạy. Cái này thì Thanh cũng nói thêm là tất cả các ngành lĩnh vực trong psychology các em đều có option là đi dạy. Không, tức nghĩa là khi mà em đã có bằng master psychology rồi á, thì em sẽ được quyền dạy ở các trường đại học, dạy ở cấp độ đại học, và dạy học thì và nghiên cứu thì nó có cái điểm advantage của nó. Ok, cái này là bảo đảm lương rất là khá, và mình lại được nghiên cứu những cái mình thích, mình lại được dạy nữa, cho nên là bạn nào mà thích về education thì ngoài chữ việc đi học thực tập thì còn có thể giảng dạy. Tất cả những cái thầy cô của Thanh ở trong chương trình tiến sĩ, trong chương trình PsyD á, là 50% thực tập đi trị liệu cho bệnh nhân, 50% là đi giảng dạy. Thì cái này về già mà nghỉ hưu thì có được dạy rồi thì là quá tốt rồi, hay là security, job security. là sustainable đấy, tức là Dạ sẵn đấy, bền vững đấy các bạn nhé. Thế thì cái việc mà chuyển từ một lĩnh vực khác vào cái lĩnh vực psychology, tức là về industrial organizational hay là vào cái lĩnh vực như kiểu psychologist như em đề cập đó, thì nó có dễ dàng hay không? Và như thế thì tức là gần, và em cũng nói là thực ra là cái kinh nghiệm thực tế là rất quan trọng ấy. Vậy thì với những cái người như thế nào ấy thì có thể sau buổi hôm nay nghe Thanh nói, bởi vì có rất nhiều đối tượng khác nhau, từ học sinh này cho đến phụ huynh này cho đến những người đi làm rồi này đang quan tâm là muốn chuyển hướng ấy, thì có lời khuyên nào từ Thanh không? Cái này như Thanh nói á, cái ngành tâm lý được cái là tư tưởng, đa phần tư tưởng của tất cả những người trong ngành đều rất là thoải mái. Mình không có tư tưởng theo kiểu là nếu mà muốn học trong ngành này thì phải có những chứng chỉ như thế này. Thì bản thân Thanh tốt nghiệp với bằng sinh học, 80% là kiến thức về sinh học, kiến thức về tâm lý học không hề nhiều trong khi mà Thanh nộp đơn cho cái chương trình thạc sĩ tiến sĩ của Thanh. Nhưng mà khi mà mọi người phỏng vấn á, thì mọi người rất ít khi nào hỏi về chứng chỉ. Mọi người sẽ hỏi về kinh nghiệm, mọi người sẽ hỏi về cách nhìn đời, họ sẽ hỏi em về kỹ năng sống.
cho nên tất cả những cái vấn đề rất là quan trọng. Thì thiệt ra đó, để ví dụ cho mấy em thấy là cái kinh nghiệm sống và cái kỹ năng giao tiếp và cái cách nhìn đời nó quan trọng như thế nào, và cái chứng chỉ nó không quan trọng như thế nào, là trong cái khóa học của Thanh á, thì cái số người mà tốt nghiệp đại học với bằng tâm lý học, bằng psychology là rất là ít. Cái một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất trong khóa của Thanh tốt nghiệp đại học bằng kép về triết học và tiếng Hy Lạp, rất là không hề liên quan gì luôn, nhưng mà vẫn có thể nộp đơn vào chương trình, vẫn được nhận và là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong cái cohort của mình. Cho nên là bạn càng, thí dụ như là mọi người thích về computer science, mọi người thích về sinh học, mọi người thích về history, mình hoặc là mọi người thích về art hay design, cứ học. Sau đó mình muốn chuyển ngành thì mình sẽ xem lại là mình cần kinh nghiệm, mình cần bổ sung kinh nghiệm như thế nào, mình bổ sung cách thực tập của mình như thế nào và cái quan niệm sống của mình như thế nào, để cho cái hồ sơ của mình mọi người cảm thấy là mình rất là có cách nhìn đời, rất là có khả năng giao tiếp với người khác. Còn chứng chỉ thì chỉ là càng nhiều chứng chỉ thì mình sẽ cho mọi người thấy là cái interest của mình rất là diverse, thì cái đó là cái tốt thôi. Những cái người mà để có cái chứng chỉ, theo chị hiểu là những người mà theo cái ngành của em ấy, là cái chứng chỉ là một cái bắt buộc trước khi mà, tức là nó như là kiểu điều cần và đủ ấy, đúng không? Dạ đúng. Cần thì là phải có đam mê với con người này, rồi là có kinh nghiệm thực tế đã từng tương tác, đúng không, với mọi người, quan điểm sống này, vân vân. Thế nhưng mà cái điều kiện đủ ấy, thì những cái chứng chỉ như thế nào thì sẽ dễ dàng ấy, để được thừa nhận và làm việc, được hành nghề đi ở Mỹ. Nếu mà muốn hành nghề thì phải lấy bằng hành nghề. Thứ nghĩa là khi dụ em tốt nghiệp cử nhân ở level là Bachelor of Art, Bachelor of Science mà muốn hành nghề là counseling thì mình sẽ học, sau đó mình thi bằng hành nghề ở cái level đó. Sau đó thì như mình đã nói đó, cái nếu mà muốn mà license ở level psychologist thì là sẽ có những cái quyền được làm nhiều thứ hơn, ví dụ là chẩn đoán, ví dụ là cho thuốc, thì cái này thì mình phải học lên và mình phải lấy bằng hành nghề. Thì mình học ngành nào, mình học mảng nào thì mình lấy bằng của mảng đó. Ví dụ như là Thanh học clinical psychology thì Thanh phải lấy license ở bên phía clinical psychology. Nếu mà Thanh học clinical psychology mà tự nhiên muốn đổi ý, muốn học industrial organizational, muốn thực tập ở bên industrial organizational, cái này thì mình không cần đi học lại từ đầu 5 năm ha. Mình chỉ cần học thêm những lớp cần thiết, lấy cái credit, sau đó lấy bằng hành nghề là sẽ được hành nghề. Ví dụ như là bây giờ Thanh là clinical psychology là không được đưa đơn thuốc. Nếu mà Thanh muốn đưa đơn thuốc thì Thanh sẽ học thêm credits một số lớp nữa, sau đó đi thi lấy bằng hành nghề để được cho đơn thuốc. Cho nên là mình, nếu mà mình đã xác định là mình đi một branch của psychology rồi mà sau này mình muốn thêm cơ hội mình muốn đi cái branch khác đó, thì không nhất thiết là phải học lại từ đầu. Cho nên Thanh cũng thích cái ngành tâm lý là về vấn đề như vậy, khi tùy ngành thôi, nhưng mà không nhất thiết là phải học lại từ đầu. Cảm ơn Thanh. Và có vẻ như là học với Thanh là chuyện rất bình thường, nhưng các bạn lưu ý nhé, là học á, để mà lấy thêm, để mà chuyển sang và thi ấy, nó cũng không hoàn toàn dễ dàng đâu. Nên là cái việc là mình phải rất nỗ lực ấy, mình phải nghiêm túc ấy, trong cái việc mà mình theo đuổi một cái ngành nào đấy để giúp cho mình quyết tâm hơn. Có một bạn muốn hỏi, nối cái câu hỏi này đi, là em muốn học về phát triển tâm lý cho trẻ em tại Việt Nam nhưng không biết phải học ở đâu, định hướng như thế nào. Mình đang theo cái phạm vi là ở Mỹ, thì bây giờ cái câu hỏi là, bởi vì chị Thanh là không có cái background nhiều ở Việt Nam mà cũng không nắm được hết cái tình hình, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì khi mà bạn nghe là cái câu hỏi này, mình sẽ chuyển lại là muốn phát triển ngành tâm lý học cho trẻ em ở Mỹ, đúng không? Tức là làm việc trong lĩnh vực giáo dục ấy. Thì không biết là phải học bắt đầu như thế nào, định hướng ra sao cho nó phù hợp. Về ngành school psychology, cái này là một trong những ngành mà theo Thanh nghĩ là không nhất thiết là phải lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ là đã có đủ khả năng để học nghề rồi, cũng có đủ khả năng cạnh tranh. Thì nếu mà mình nói theo con đường mà quá trình như thế nào để đến được đó, thì Thanh nghĩ là học đại học
Nếu mà mình học được về mảng education hoặc mảng về psychology thì càng tốt. Sau đó khi lên master thì tập trung kiếm những trường. Cái này rất là quan trọng nha. Nếu mà mình biết được là mình thích lĩnh vực nào của psychology, là cái branch nào á, thì cái kiếm đường, cái kiếm program là quan trọng. Lý do Thanh chọn Roosevelt là tại vì nó là một trong những trường có clinical psychology program nổi tiếng ở Mỹ. Nếu mà bạn chọn school psychology thì cái những cái program, cái trường sẽ có những trường khác nổi tiếng hơn, tốt hơn về cái ngành đó. Cho nên là nếu mình biết được là mình muốn học lĩnh vực nào thì mình nên tập trung ngay từ đầu để mình có thể chọn một cái chương trình thích hợp, những cái chương trình tốt để mình học được tốt. Thì sau khi mình học xong, hoàn thành master psychology thì sẽ lấy license cho school psychology, sẽ thi lấy bằng. Cái sự khác biệt như thế nào, psychology thì nó có nhiều cái title khác nhau ấy, thế nhưng mà cái sự khác biệt như thế nào giữa psychologist này, counselor này, therapist này. Để có rất nhiều bạn đang hỏi đó là em behavior analyst như thế nào này, rồi là counselor này, therapist này, psychologist thì nó khác nhau những cái gì ngoài bằng cấp ra, đúng không? Giống như là em nói, ngoài bằng cấp ra là còn cái limitation, tức là mình sẽ được làm cái gì nữa. Giống như hồi nãy em nói thì là counselor không có nhiều training trong psychological testing, không có training trong việc chẩn đoán tâm thần bệnh lý, thì thường là counselor sẽ làm việc với lại những người mà không có triệu chứng rối loạn về tâm thần theo kiểu bệnh lý, mà chỉ cần là có một người nào đó nói chuyện với mình, chỉ cần một người nào nói chuyện advice, thì cảm giác giống như là tư vấn nhiều hơn là chữa trị. Thế là mọi người chỉ có it's not a disorder, nó không phải là bệnh, mà chỉ là rắc rối với lại vấn đề về thân, rắc rối với vấn đề về gia đình, cảm thấy rắc rối với vấn đề về xã hội, mình chỉ cần thêm một tí advice thôi. Thì cái này mấy bạn cứ tưởng tượng là đọc sách, đọc self help book là counseling. Therapist thì mọi người sẽ có thêm một tí training. Cái này là những con người có thể làm việc với các bệnh lý, tức là có thể ra chữa trị, có thể làm việc để chữa trị các bệnh lý về tâm thần nhưng mà không được chẩn đoán. Khi nào mà chỉ có bạn lên đến psychologist thì mình mới có được quyết định là đưa ra chẩn đoán, đưa ra xác định là bạn cái bệnh nhân này bệnh gì, kiểu như là chỉ có bác sĩ chẩn đoán thôi, chứ còn y tá thì chỉ có làm theo những gì mà bác sĩ nói thôi, chứ không được chẩn đoán là bệnh gì. Cảm ơn là rõ ràng, và các bạn nghe nhé, là như vậy thì cái câu hỏi của một bạn là apply behavior analyst cũng là một ngành của psychology đúng không? Đúng không? Là đó là một trong những ngành STEM. Nên nhớ là tại vì mình là học sinh Việt Nam cho nên là cái chuyện immigration status là quan trọng với mình. Có rất nhiều branch psychology sẽ được consider là STEM. Thí dụ như là applied behavior analyst, neuropsychology. Thì cái này lợi thế của lấy những các ngành về STEM á, thì mọi PT của mình sẽ dễ dàng hơn, là tại vì nó có extended 24 tháng để làm OPT để mình có thể lấy thêm được kinh nghiệm về internship. Với lại STEM thì cái lĩnh vực của cái cơ hội làm việc cũng nhiều hơn. Cho nên là nếu mà mọi người interested in STEM á, thì có thể look up psychology STEM, thì applied behavior analyst là một trong những cái STEM psychology. Và tiếp theo nữa là một bạn nối theo ấy, là cái việc mà làm nghiên cứu ấy, ở trong lĩnh psychology nói chung ấy, nó có khác nghiên cứu ở những lĩnh vực khác không? Để mà tốt nghiệp ấy, ở một cái chương trình tiến sĩ ấy, đâu có phải dễ dàng đâu. Thế thì theo thì cái gì là cái thử thách lớn nhất ấy, để mà có thể thành công, tốt nghiệp thành công? Khả năng nghiên cứu bên của ngành thì cũng phải tương đương với khả năng nghiên cứu của tất cả những ngành khác. Mình vẫn phải, thí dụ là nói về chương trình tiến sĩ, mình vẫn phải có một cái luận án tiến sĩ, và mình vẫn phải bảo vệ luận án tiến sĩ, thì mình vẫn phải có một cái research project, rồi mình phải conduct your experiment, sau đó viết viết dissertation. Cho nên là không hề khác gì so với tất cả các ngành khác. Với lại như hồi nãy thầy nói đó, cái việc nghiên cứu so
Thanh cảm thấy cho bản thân Thanh là tại vì do là Thanh cũng thích nghiên cứu, nhưng mà vì cái ngành psychology vẫn là ngành tương đối mới so với lại biology hay là medical, thì cái nghiên cứu về psychology là ra muộn. Cho nên là mình ngay cả khi mình tốt nghiệp xong rồi mình làm, mình không có interest in research đi nữa, thì mình vẫn phải đọc research, mình phải keep up với research, là tại vì có rất là nhiều thông tin mà thông tin thay đổi mỗi ngày, cho nên là mình không thể fall behind được. Cho nên là nếu mà đã xác định đi ngành này, mặc dù là bằng cái này, để em là bằng của Thanh là PsyD, tức là doctoral in psychology, thì nó khác với lại PhD. Ở chỗ là PsyD thì mình clinical practice, mình thực tập nhiều hơn. PhD là nghiên cứu rất là nhiều, rất là quan trọng hơn. Cho nên Thanh specifically chọn PsyD là tại vì Thanh cũng không muốn làm nhiều nghiên cứu đến như vậy. Thanh muốn có cơ hội thực tập với bệnh nhân nhiều hơn. Mặc dù là như vậy, thời gian Thanh nghĩ là thời gian Thanh bỏ ra nghiên cứu trong trong mà Thanh hoàn thành cái bằng tiến sĩ của mình á cũng phải 50-60% đó, không có ít đâu. Chẳng qua là do mình muốn tương tác với bệnh nhân đúng không, người bệnh nhiều hơn đấy. Thế cái sự khác nhau đấy, nói thêm là cái giữa cái PhD và cái PsyD ấy là như thế nào, tức là cái con đường của cái người mà học PhD nó sẽ như thế nào và con đường của người học PsyD thì sẽ như thế nào hả ta? Cái sự khác nhau chủ yếu là chương trình PhD và chương trình PsyD, cái đầu vào nó khác. PhD chương trình thường là nhỏ hơn, tức là cái class nó nhỏ hơn, thường là người ta chỉ nhận từ 4 năm hoặc là cả nhiều lắm là 10 người vào cái PhD, bởi vì tất cả những người học PhD đều phải có một chương trình, phải có một cái research project, phải có một cái ý tưởng nghiên cứu ngay từ đầu vào rồi. Bởi vì PhD tập trung rất nhiều vào, Thanh nghĩ là phải từ 80-90% là nghiên cứu. Thì phải có giáo sư sponsor, là phải có research project, so on and so forth. Còn PsyD là tập trung về phía bên mảnh practice, mảnh clinical. Cho nên là trong cái quá trình học của Thanh á, thì mỗi năm đều phải đi học thực tập. Thế là ngoại trừ lấy lớp trên lớp thì sẽ còn phải đi làm, lấy externship, bởi Thanh gọi là clinical practicum. Thì sau đó thì vẫn phải hoàn thành dissertation, vẫn phải thành luận án nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu đó chỉ làm vào 2 năm cuối thôi, còn 3 năm đầu chỉ tập trung học và đi làm. Còn PhD là lúc nào cũng 80% là lúc nào cũng nghiên cứu. Và nối theo nữa là nếu mà để học lên nghiên cứu đó thì có nhất thiết là mình phải học ở trường National University, là những trường đại học nghiên cứu có giáo sư tốt hay không, hay là với cái nhóm khác nữa là Liberal Arts College, những cái bạn mà học ở những cái trường khai thiên về giảng dạy và thường là rất là ít những cái giáo sư về nghiên cứu mà thiên là họ sẽ tập trung vào giảng dạy nhiều hơn. Cái này thì Thanh thấy theo kinh nghiệm của bản thân là có kinh nghiệm về nghiên cứu. Thứ nhất là khi mà mình nộp đơn vào trường các đại học danh tiếng, các chương trình nổi tiếng mà người ta thấy mình đã có kinh nghiệm về nghiên cứu, thì cái khả năng cạnh tranh, khả năng được nhận vào cái chương trình tốt của mình là rất cao. Khi mà Thanh nộp đơn cho Roosevelt, một trong những lý do mà Thanh được nhận vào cái chương trình tiến sĩ đó là vì lý do là Thanh tốt nghiệp ở Rochester, là một trường nghiên về nghiên cứu. Thì mọi người rất là impressed, mọi người rất là ấn tượng với lại cái kinh nghiệm cũ của Thanh, cho nên là Thanh mới được nhận. Và chẳng những được nhận mà Thanh còn được học bổng cho cái kinh nghiệm nghiên cứu của mình. Với lại cái thứ hai, cái này là theo kinh nghiệm bản thân nha, nếu mà đã có kinh nghiệm nghiên cứu rồi á thì cái quá trình học của mình sẽ dễ hơn được một tí, là tại vì mình đã biết làm như thế nào rồi, mình biết nghiên cứu như thế nào rồi, mình biết viết luận án như thế nào rồi, thì khi mà làm luận án tốt nghiệp thì mình cảm thấy là mình không phải học lại từ đầu nữa. Ví dụ như là Thanh đã có khả năng viết hypothesis, Thanh có khả năng viết dissertation, Thanh có làm statistic rồi, thì Thanh có không phải học lại từ đầu nữa. Cái này là rất là, không phải là rất là dễ dàng mà là dễ hơn so với tất cả những bạn cùng. Cho nên là đối với luận án của Thanh á, thì Thanh hoàn thành sớm hơn mọi người cả gần một năm cơ, tại vì quá làm research rồi, cho nên là làm rất là nhanh, hoàn thành rất là nhanh chóng. Mà khi mà đã hoàn thành luận án nhanh chóng rồi á, thì cái năm cuối của cái chương trình của Thanh, năm cuối cùng là 500% là chỉ đi
đi thực tập thôi, tức là đi làm 100%, thì Thanh không phải làm luận án trong lúc đi làm nữa, chỉ mình chỉ cần tập trung mình làm, mình làm clinical practice, mình tập trung mình học về cái phía bên practice thôi, mình không phải vừa vừa đi làm vừa làm luận án, sau đó còn phải về trường để bảo vệ nữa. Thì cái này nếu mà mình có khả năng nghiên cứu trước thì Thanh nghĩ là một cái lợi thế rất là lớn. Và nhưng mà nếu mà không, mình cũng có thể nghe như xem trường là mình cũng có thể là tìm những cái đề tài móc dạ, mình đúng. Quan tâm bắt Dạ, tay vào. đúng vậy, tức nghĩa là không có nhiều người, tức là đa phần người vào ngành tâm lý học là những người thiên về bên phía xã hội, cho nên là cái vấn đề nghiên cứu thì cũng mọi người không có rành lắm. Cho nhưng mà tức trong lúc học vẫn sẽ lấy được tất cả những lớp có lên nghiên cứu, các thầy cô cũng giúp đỡ rất là nhiều, cho nên là không nhất thiết phải có kinh nghiệm, mọi người vẫn hoàn thành được. Chỉ có điều là nếu mà mình có kinh nghiệm thì mình không có phải tốn nhiều thời gian, hoặc là mình có điều kiện tiếp xúc với đúng giáo sư và làm trong cái ngành đấy nữa, đúng không, thì cũng là một lợi thế. Không thì mình sẽ phải tự bơi một chút các bạn nhé. Và đây thì gần như là câu hỏi cuối cùng rồi, là có một bạn hỏi là thì về việc chọn trường như nào trong cái lĩnh vực này, có nhất thiết là phải chọn những cái trường mà có APA accredited không, đúng không? Và việc mà lấy học bổng của visa CID đúng không? Và và với việc mà học PhD đúng không? Thì như thế nào? Để Thanh trả lời cái APA accredited trước, cái này thì cũng khá là quan trọng, tại vì khi nếu nghiệp những trường mà có APA accredited thì cơ hội việc làm của mình sẽ nhiều hơn, tại vì có rất là nhiều work. Cái này là Thanh chỉ nói về lĩnh vực bên clinical psychology thôi nha. Nhưng mà nếu ngay cả bên industrial organizational psychology, nếu mà mình tốt nghiệp ở cái chương trình mà accredited, tức nghĩa là chương trình mà đã được approved by American Psychological Association rồi á, thì công ty sẽ nhìn mình kiểu như là cái program của bạn là tốt, cho nên là mọi người sẽ favor mình hơn. Internship cũng có cơ hội việc làm của mình là sẽ nhiều hơn, nhưng mà không nhất thiết, tức là không học trường APA accredited thì vẫn có thể kiếm được việc làm. Nhưng mà mình đang nói ở vấn đề là làm sao cho cái hồ sơ của mình càng cạnh tranh càng tốt, thì Thanh nghĩ là cái vấn đề mà lấy được vào những cái chương trình APA accredited là quan trọng. Thứ hai nữa là APA accredited chương trình thì là đã được cái hội APA xác nhận rồi, thì có nghĩa là cái quality của cái chương trình nó sẽ tốt hơn so với những cái program khác. Thì mình vào mình đi học thì mình cũng là học ở một cái trường tốt, mình cũng muốn là được những giáo sư tốt, mình cũng muốn là mình được lấy được những kiến thức, những cái kỹ năng tốt, thì mình chọn cái program nào đó mà tốt cho mình. Thứ ba nữa là Thanh thấy là nếu cái thầy cô giảng dạy ở APA accredited cũng có tâm hơn một tí, giống như là kiểu là giúp đỡ học sinh nhiều hơn một tí. Tại vì cái classroom size nó nhỏ hơn thì có rất cái advantage nếu mà mình chọn cái trường có chứng chỉ APA accredited. Về vấn đề hỗ trợ học bổng cho PhD với PhD á, thì đúng là PhD nếu mà thường là tố là nếu mà bạn được nhận vào một chương trình PhD thì bạn sẽ có stipend, thế là sẽ có học bổng, nhưng không có nghĩa là các chương trình không có học bổng. Bản thân Thanh khi học chương trình PsyD ở program của Thanh thì được hỗ trợ 50% học bổng, mà đa phần là tuition cho PsyD program có nhiều trường sẽ rất là mắc nha, có nhiều trường khả năng mình có thể trả được. Chương trình một phần nữa là Thanh chọn Roosevelt là tại vì tuition khoảng chừng 20-25 ngàn một năm cộng thêm hỗ trợ học bổng, thì cái khả năng đó là cái khả năng Thanh cảm thấy là có thể afford được. Cho nên là khi mà mọi người suy nghĩ là mình nên chọn PsyD hay PhD thì cũng nên là chọn suy nghĩ về khả năng tài chính của mình là ở đâu và khả năng tài chính của mình là như thế nào, tại vì con đường PhD với con đường PsyD cũng khá là dài. Thế cái việc đó ấy, nó cái việc mà ấy nói là tiền là gọi đắt sắt ra miếng đúng không? Thế cái việc mà học ở một cái trường như vậy phí, tức là nói về cái mức độ uy tín của các trường như thế nào ấy, thuận lợi như thế nào ấy, trong cái việc mình xin việc trong tương lai ấy, thì Thành có thể chia sẻ thêm được.
cái uy tín của trường, đúng không? Thanh nghĩ là chị bạn học online chẳng hạn, có bạn chọn học online chẳng hạn, chứ không không muốn học gì, tại vì có thể là có việc ở ở Mỹ rồi, nhưng mà sau đấy thì học online hoặc là gì. Thanh nghĩ như vậy, Thanh nói được thì cái accredited là đã khi, khi mà mọi người nhìn hồ sơ mà mọi người thấy bạn tốt nghiệp từ một cái trường mà AP accredited là automatically là plus side rồi. Nếu mà bạn có khả năng là mình sẽ vẫn, như hồi nãy Thanh nói, cái kỹ năng của mình rất là quan trọng, cho nên là mình vẫn có thể khi mà phỏng vấn, khi mà đọc hồ sơ, mình có thể dùng kỹ năng của mình, dùng kinh nghiệm sẵn để cái hồ sơ của mình. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của Thanh á, về nhất là về ngành clinical psychology online program, cái bất lợi là bởi vì cái ngành của mình quan trọng cái giao tiếp, cái khả năng giao tiếp khá là nhiều. Khi mà mình học online program thì thứ nhất là mình không có cái kinh nghiệm, tức là hồ sơ của mình không có cái kinh nghiệm clinical practice, không có internship. Và nếu mà bạn đi vào cái ngành mà nói là quan trọng nhất mà trong khi học lại không hề giao tiếp với ai hết mà toàn bộ là online, thì mọi người sẽ cũng thấy là thắc mắc về cái khả năng của mình. Sao bạn có thể show được là mình có khả năng giao tiếp trong khi nguyên một cái quá trình học mình không hề giao tiếp với ai hết? Thì cái này là rất, cái này là khá là bất lợi. Cho nên Thanh khuyên là nếu mà mình có điều kiện thì nên mình chọn, mình không nên chọn online programs. Rất là hay. Và chị Thanh có nhấn mạnh đây là CID cũng có học bổng, nhưng mà không phải là toàn phần, theo 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 chị hiểu là như thế. Và nên là lời khuyên là nên chọn những cái chương trình nào mà nó vừa tốt nhưng mà cái chi phí của nó thấp. Và cái việc là ở đây là cái chương trình tốt, tức là đấy có cái cơ hội tương tác với giáo sư tốt, có cơ hội để mà thực tập, đúng không? Có cái người ta có thể tạo điều kiện cho mình đi thực tập. Còn không phải nhất thiết là như kiểu mình phải vào ví dụ như là những cái ranking như trên US News ấy, đôi khi nó không có hết được cái năng lực của các cái ứng viên, mà quan trọng là cái chương trình mình đi tốt, cái chương trình trong ngành đấy tốt, đúng không? Thì là quan trọng hơn. Thì Thanh có bổ sung dạ. Thì khi mà Thanh chọn cái chương trình của mình ở Roosevelt thì Thanh cũng nhìn cái match rate, tức là cái mà sau 4 năm học thì mình phải có internship, thì trường thường là phải hỗ trợ cho học sinh kiếm internship. Thì khi mà Thanh xem cái match rate ở Roosevelt thì cái match rate cho tất cả cái tỷ lệ học sinh kiếm được internship ở một cái cơ sở tốt là 100%. Tức là trường của Thanh cả năm nay đã là 100%, không hề có sinh viên nào tốt nghiệp mà không có internship. Thì cái này là mình nhìn là mình đã hiểu được là trường quan tâm đến học sinh như thế nào. Và cái kinh nghiệm của Thanh học của cái program cũng như vậy nữa. Ví dụ như là COVID xảy ra, có rất là nhiều người không có việc thì làm sao mình kiếm được internship, thì giáo viên hỗ trợ từng bước để làm cách nào đó chắc là học kiếm được internship, không có học sinh nào không kiếm được internship. Thì cái này khi mà các em nhìn vào cái program thì phải nhìn vào cái này, tại vì mình muốn có internship. Thứ hai nữa là bao nhiêu giáo viên và bao nhiêu học sinh. Mình muốn cái faculty student ratio ít một tí, nhất là ở cái level mà thạc sĩ hay tiến sĩ, bởi vì mình phải làm luận án mà. Nếu mà mình làm luận án mà giáo viên của mình có tới 15-20 học sinh khác nhau thì làm sao mà họ có thể tập trung giúp mình, giúp đỡ mình cái luận án của mình được. Thứ ba nữa là cái này cũng khá là quan trọng, là cái nơi ở, cái vị trí của trường. Lý do Thanh chọn Roosevelt bởi vì Roosevelt nằm ở Chicago. Chicago là thành phố lớn, thì cái sẽ có rất là nhiều bệnh viện, trung tâm y tế cộng đồng, có rất là nhiều cơ hội, có rất là Thanh có thể thực tập và kiếm kinh nghiệm. Nếu mà mình ở một cái bang khác thì là cái này là tùy ý thích của mình thôi, mình muốn ở thành phố lớn hay mình ở thành phố nhỏ là tùy ý thích. Nhưng mình nên biết là thành phố càng lớn thì cơ hội thực tập, cái khả năng, cái options của mình nó càng nhiều. Có rất nhiều người mà dễ bị cái chấn động về tâm lý nữa, đúng không? Ở những thành phố lớn, áp lực mà trong công việc, đúng không? Thì cái nhu cầu của nó đương nhiên là sẽ cao hơn thành phố bé hơn. Và như vậy cái câu hỏi này là đã kết thúc lại những gì mà buổi webinar ngày hôm nay với chị Thanh Ngô, định hướng nghề nghiệp ngành tâm lý psychology. Và rất là cảm ơn Thanh, mình
cũng kiểu như là chị cũng phải hồi hộp, kiểu như là lặng thinh để nghe em chia sẻ cái thông tin, là dù là chị ở trong cái ngành tư vấn ấy rất là lâu rồi, nhưng mà nghe em chia sẻ thì lại càng vỡ ra, đúng không? Là những cái có những cái vị trí ở ở khác đi, đúng không, so với cái ngành tâm lý mà mọi người vẫn nghĩ là là tâm lý học thì phải làm việc với các cái vấn đề về mental health, phải làm bác sĩ trị liệu tâm lý, đúng không? Nhưng không phải, có rất nhiều những cái vị trí đa dạng khác nữa mà các bạn học sinh hoàn toàn là có thể theo cái nguyện vọng, cái nhu cầu, và đặc biệt là cái đối tượng mà mình muốn làm việc là như thế nào, đúng không, để lựa chọn ra là cái ngành nào là sẽ cái vị trí nghề nghiệp nào, cái hướng đi nào sẽ phù hợp với các em. Và một lần nữa thì cảm ơn Thanh đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích, giúp gợi mở và đồng thời là truyền cảm hứng cho các bạn mà đam mê và mong muốn theo đuổi ngành psychology nói chung trong tương lai. Và để khép lại chương trình thì Thanh có muốn nhắn nhủ gì cho các bạn nghe hay không? Thứ nhất là Thanh cũng cảm ơn APUS lại là cho Thanh có cơ hội nói chuyện với các phụ huynh và học sinh. Cái này là ngành Thanh rất là đam mê, mà khi mà đi học ở Mỹ thì không ai học ngành của mình hết thì cũng phải tự mình tìm hiểu cái tầm khi mà những chương trình cũng rất, cho nên là bị tiên phong rồi mà cảm thấy là mọi người có khi mà Thanh thấy là rất là nhà mình mà đam mê với ngành này thì cũng bản thân cũng cảm thấy vui. Cho nên bất kỳ học sinh phụ nào mà có thêm câu hỏi hay là chỉ muốn nghe Thanh nói thêm về cái kinh của mình, con đường đến 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 với ngành này á, thì cứ liên lạc với Thanh. Thanh sẵn sàng lúc nào cũng, tại vì cơ bản là thích nói chuyện mà, cho nên là sẵn sàng lúc nào cũng sẽ cũng sẽ lắng nghe và cũng sẽ nói chuyện tiếp với học sinh và sinh cột và của phụ huynh. Và mọi người ơi, mọi người hãy nhìn ở trong cái phần thanh chat á, thì là mình có để lại cái địa chỉ Facebook page của APUS và cả nick Phượng APUS để mà mọi người liên hệ at Facebook ấy. Thì bạn nào có cái câu hỏi thì bọn mình sẽ kết nối cho bạn Thanh, cho chị Thanh để chị Thanh trả lời, được không? Và ngày 27 tháng 9 tới thì APUS sẽ tổ chức webinar Get into Top Choice College During a Gap Year, tức là dành cho những bạn nào mà chưa vội nộp hồ sơ và học hết cấp 3 nhưng mà chưa chưa nộp hồ sơ và đại học ngay đó, thì có thể tham gia để sau đấy chuẩn bị cho cái việc mà apply và đại học trong cái quá trình mình gap year như thế nào. Và các bạn học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm thì có thể like cái page APUS Việt Nam như là gọi kênh APUS Channel trên YouTube để nhận được các cái tin cập nhật về những cái sự kiện được tổ chức vào tháng 9 cũng như tháng 10. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi đến cùng cái buổi webinar ngày hôm nay. Thật sự là chúng tôi rất là cảm kích là rất là nhiều phụ huynh cũng như là học sinh quan tâm đến cái việc định hướng cho con cái mình, đúng không? Một cách thật sự, những cái thông tin mà đúng là những cái chuyên gia người Việt, những cái bạn mà đã trải qua cái việc học ở Mỹ như thế nào, đã phải struggle như thế nào, gọi là cố gắng nỗ lực đến cái mức độ như nào để mà có thể xin được việc ở Mỹ ấy. Thì mọi người thấy rằng là con đường nó không có dễ dàng lắm đâu, mà hoàn toàn là có cơ hội. Và đặc biệt là cái ngành psychology là một cái ngành mà mọi người nghĩ là không thể chen chân được và có thể đôi khi là bị xem thường nữa, đúng không? Là học cái đấy nó quá chung chung đi, đúng không? Nhưng mà thực ra là nó rất là cụ thể và chi tiết, và cái nhu cầu đấy là luôn luôn có và ngày càng nhiều hơn ở những cái nước mà cực kỳ phát triển như ở Mỹ. Cái vấn đề về mental health đang đang rất là một cái vấn đề nan giải ấy ở đây. Thế thì cảm ơn Thanh rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào ngày 27 tháng 9 nha. Cảm ơn mọi người.